Chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay chấm com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Looking Back, trang số 56, Unit 11, Traveling in the Future trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết phần Vocabulary. Nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau. Use the clues in the two pictures to form a phrase. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng gợi ý trong hai bức tranh để tạo ra một cụm từ. Đối với câu A, ví dụ của chúng ta như sau. Bức tranh đầu tiên chúng ta có chữ go green. Cho nên đây là gợi ý cho từ environmentally friendly, có nghĩa là thân thiện với môi trường. Bức tranh thứ hai chúng ta có một chiếc trực thăng helicopter. Chúng ta sẽ kết hợp hai từ ở trong hai bức tranh này và chúng ta được environmentally friendly helicopter là trực thăng thân thiện với môi trường. Chúng ta sẽ làm tương tự với các phần còn lại. Đối với phần B, chúng ta thấy hai bức tranh. Đầu tiên là bức tranh những tấm pin năng lượng mặt trời đang được sử dụng để hấp thụ ánh sáng mặt trời và tạo ra năng lượng. Thì chúng ta sẽ có cụm từ solar power, có nghĩa là sử dụng năng lượng mặt trời. Với bức tranh thứ hai chúng ta thấy một chiếc taxi. Cho nên khi kết hợp hai bức tranh này chúng ta được cụm từ solar power taxis, có nghĩa là taxi sử dụng năng lượng mặt trời. Đối với phần C, bức tranh số 1 chúng ta thấy một chiếc vô lăng nhưng không hề có người lái ở đằng sau. Cho nên chúng ta thấy đây là một bức tranh thể hiện không người lái, driverless. Bức tranh số 2 chúng ta thấy một chiếc máy bay. Cho nên khi kết hợp hai bức tranh này chúng ta được một cụm từ về phương tiện, đó là driverless plane, có nghĩa là máy bay không người lái. Đối với bức hình D, chúng ta thấy một không gian trong vũ trụ với một màu đen huyền bí. Cho nên đây, từ đầu tiên chúng ta có đó là từ space. Bức tranh thứ hai chúng ta có một chiếc ô tô, cho nên chúng ta sẽ có từ car. Chúng ta kết hợp hai từ này và được space car là xe hơi không gian. Chúng ta chuyển tiếp sang phần E, chúng ta có hai bức tranh. Bức tranh số 1 chúng ta thấy một màn nước biển mênh mông. Chúng ta có từ underwater, đó là ở dưới nước. Tương ứng chúng ta thấy sẽ kết hợp với phương tiện, đó là xe buýt, bus. Với một bức tranh về xe buýt, chúng ta có hai bức tranh này tạo nên cụm từ underwater bus, có nghĩa là xe buýt dưới nước. Như vậy chúng ta có các phương tiện, các cụm từ để chỉ các phương tiện mà chúng ta có thể được lập ra từ các bức tranh gợi ý trong phần nhiệm vụ số 1. Đầu tiên là environmentally friendly helicopter, trực thăng thân thiện với môi trường. B là solar power taxis, taxi chạy bằng năng lượng mặt trời. C chúng ta có driverless plane, có nghĩa là máy bay không người lái. Ở D chúng ta có space car, xe hơi không gian. Và E chúng ta có underwater bus là xe buýt dưới nước. Sau khi hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1, chúng ta sẽ chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau. Complete this table, có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng ở dưới đây. Chúng ta có transport possibilities in the future, có nghĩa là các cái phương tiện mà có khả năng được sử dụng trong tương lai. Ở đây chúng ta có một cột chỉ các phương tiện. Các phương tiện chúng ta có bicycle, xe đạp, car, xe hơi, train, tàu hỏa và airplane là máy bay. Đối với các động từ, chúng ta có thể có các động từ để kết hợp với các phương tiện này. Ở cột thứ 3 chúng ta có energy use, đó là các cái nguồn năng lượng mà sử dụng cho phương tiện này. Và thứ 4 chúng ta có characteristic, có nghĩa là các đặc điểm của những phương tiện này, như là intelligent là thông minh, hoặc là flying là bay. Ở đây chúng ta sẽ nghĩ về những cái khả năng về các phương tiện di chuyển trong tương lai. Đầu tiên với phương tiện bicycle là xe đạp, thì động từ mà kết hợp với bicycle chúng ta có các động từ như là ride hoặc là pedal. Tiếp đến đối với phần energy use, phần năng lượng được sử dụng, thì chúng ta có thể thấy trong tương lai xe đạp có thể được sử dụng với năng lượng gió, wind power. Và đối với đặc điểm của xe đạp trong tương lai thì chúng ta thấy xe đạp trong tương lai có thể là xe tự động, automated. Và thay vì đi với cái tốc độ rất là chậm như ở hiện tại thì trong tương lai xe đạp có thể có tốc độ cao, high speed. Tiếp đến chúng ta chuyển sang phương tiện thứ hai, đó là car, xe hơi ở trong tương lai thì như thế nào?
Chúng ta có động từ đi với xe hơi car là động từ drive. Đối với xe hơi trong tương lai thì chúng ta có thể thấy thay vì chúng ta sẽ sử dụng các loại nhiên liệu mà không thể tái tạo như là xăng dầu như chúng đang được sử dụng hiện nay thì xe hơi trong tương lai có thể sử dụng một cái loại nhiên liệu mà có sẵn đó là nước water power, có nghĩa là sử dụng nước làm năng lượng đúng không? Và đặc tính của xe hơi trong tương lai đó là có thể bay được flying. Driverless, không người lái. Chúng ta sẽ có những chiếc xe hơi không người lái trong tương lai. Phương tiện tiếp theo chúng ta có đó là train. Thì chúng ta thấy động từ có thể đi kèm với train, đó là động từ drive. Về cái phần năng lượng được sử dụng cho tàu hỏa trong tương lai thì chúng ta thấy tàu hỏa trong tương lai có thể được sử dụng bằng năng lượng mặt trời, solar power, có nghĩa là sử dụng năng lượng mặt trời. Và về đặc tính của tàu hỏa trong tương lai thì nó có thể là tàu hỏa ở dưới nước, chẳng hạn underwater. Đặc tính thứ hai của tàu hỏa trong tương lai có thể là siêu âm thanh, supersonic. Đối với phương tiện thứ ba, airplane là máy bay thì chúng ta có thể kết hợp với các động từ như là fly hoặc là drive. Với máy bay trong tương lai thì chúng ta có thể thấy máy bay có thể sử dụng năng lượng mặt trời, solar power, thay vì sử dụng xăng dầu như hiện nay. Và với đặc tính của máy bay trong tương lai thì chúng ta thấy máy bay trong tương lai có thể không có người lái, driverless. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần bảng về các khả năng các phương tiện trong tương lai. Đầu tiên là với bicycle, chúng ta thấy động từ đi với bicycle gồm có ride và pedal. Với phần năng lượng sử dụng thì có thể là wind power, là sử dụng năng lượng gió. Các đặc điểm đó là automated, tự động, high speed là tốc độ cao. Đối với phương tiện là car, xe hơi trong tương lai, động từ chúng ta có thể kết hợp với car, đó là drive. Về phần năng lượng sử dụng, energy use, chúng ta có water power, có nghĩa là sử dụng năng lượng nước. Và characteristic, ở đây là đặc điểm, chúng ta có flying, có thể bay được, driverless là không người lái. Về cái phương tiện thứ ba là train, chúng ta có động từ có thể đi với train, đó là drive. Các cái loại năng lượng có thể sử dụng đối với tàu hỏa trong tương lai đó là solar power, có nghĩa là năng lượng mặt trời. Và characteristic, đặc điểm của tàu hỏa trong tương lai ở đây đó là underwater, ở dưới nước, supersonic, siêu âm thanh. Phương tiện cuối cùng ở trong bảng đó là airplane, máy bay. Chúng ta thấy động từ có thể đi kèm với phương tiện này đó là fly hoặc là drive. Và về phần năng lượng sử dụng cho phương tiện này trong tương lai thì chúng ta có năng lượng mặt trời, solar power. Và đặc điểm của phương tiện này trong tương lai đó là driverless, là không người lái. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau: Change the personal pronouns in practice into suitable possessive pronouns. Có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi những đại từ nhân xưng trong hoặc kép thành những đại từ sở hữu. Đối với vị trí số 1, chúng ta cần thay đổi từ đại từ nhân xưng I sang đại từ sở hữu. Thì đại từ sở hữu của I đó là my. Câu hoàn chỉnh của chúng ta đó là this bicycle is my, có nghĩa là chiếc xe đạp này là của tôi. It's parked next to. Ở đây chúng ta cần chuyển đại từ nhân xưng you sang dạng đại từ sở hữu. Thì đại từ sở hữu tương ứng với you đó là yours, có nghĩa là của bạn, thể hiện sự sở hữu của bạn đối với đồ vật được nhắc đến trong câu. It's parked next to yours, có nghĩa là nó đậu cạnh xe của bạn. Are Phương and Dung at school today? Phương và Dung có ở trường hôm nay không? Ở đây, chỗ trống thứ ba, chúng ta cần chuyển đại từ nhân xưng they sang dạng đại từ sở hữu. Và tương ứng với đại từ nhân xưng they thì chúng ta có đại từ sở hữu tương ứng đó là theirs. Ở đây, I can't see theirs, có nghĩa là tôi không thể thấy xe của họ. I really like Anna's bike, có nghĩa là tôi thực sự thích xe đạp của Anna. Ở đây, chỗ trống số 4, chúng ta cần
Dạ, đại từ sở hữu tương ứng với đại từ nhân xưng sĩ. Tương ứng với đại từ nhân xưng sĩ thì chúng ta có đại từ sở hữu tương ứng là hers để thể hiện sự sở hữu của cô ấy đối với cái đối tượng được nói đến trong câu. I wish I had hers có nghĩa là tôi ước gì tôi có thể có được xe đạp của cô ấy. Đoạn văn hoàn chỉnh trong phần nhiệm vụ số 3 của chúng ta như sau. This bicycle is mine. It's parked next to yours. I phone and Dung at school today. I can see theirs. I really like Anna bike. I wish I had hers. Có nghĩa là xe đạp này là của tôi. Nó được đậu cạnh xe của bạn. Phương và Dung có đến trường hôm nay không? Tôi không thể nhìn thấy xe của họ. Tôi rất thích xe đạp của Anna. Tôi ước rằng tôi có xe của cô ấy. Như vậy cô và Kay đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 3. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 4. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta như sau. Look at the information about sky cycling tops. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn vào thông tin về ống đạp trên không. Then write a description of this means of transport using wheel and won't. Sau đó chúng ta sẽ viết một bài miêu tả về phương tiện này mà sử dụng will và won't. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng will đối với những thông tin thể hiện sự khẳng định như là easy to drive, rất là dễ để điều khiển, slow là chậm, healthy là khỏe mạnh và environmentally friendly có nghĩa là thân thiện với môi trường. Ở đây những điểm trừ có nghĩa là những cái điểm phủ định, những cái điểm mà cái phương tiện này chưa có được. Thứ nhất là driverless là không người lái thì nó sẽ chưa có cái hệ thống không người lái. Thứ hai là cheap thì có nghĩa là nó sẽ không rẻ. Và thứ ba ở phần điểm trừ này là high speed, tức là nó sẽ không có một cái tốc độ cao. Thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng những phần thông tin này kết hợp với will cho những cái thông tin thể hiện sự khẳng định ở bên dấu cộng. Những thông tin bên dấu trừ chúng ta sẽ kết hợp với won't. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành đoạn văn như sau. Sky cycling tops will be easy to drive. Có nghĩa là ống đáp trên không sẽ dễ lái. They will. Ở đây chúng ta có đối với tính từ slow. Chúng ta sẽ sử dụng will và be slow. They will be slow có nghĩa là chúng sẽ chậm. Và tiếp theo chúng healthy và environmentally friendly. Chúng ta sẽ sử dụng các tính từ đi với to be. Chúng ta sẽ có cấu trúc là they chủ ngữ cộng với will. Sau will là động từ ở đây của chúng ta là động từ to be, will be, they will be. Tiếp đến là phần tính từ healthy and environmentally friendly. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng câu với will như sau. They will be slow là chúng sẽ chậm và they will be healthy and environmentally friendly có nghĩa là chúng sẽ tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Đối với phần các thông tin phủ định chúng ta sẽ sử dụng won't. Đầu tiên là sky cycling tops won't be driverless có nghĩa là ống đạp trên không sẽ không thể là không có người lái. Tiếp theo là they won't. Đó là khi mà sử dụng tính từ tips thì chúng ta sẽ có cấu trúc là chủ ngữ rồi đến won't cộng với động từ ở đây của chúng ta là động từ to be, chúng ta sẽ là be. Tiếp đến là tính từ they won't be cheap có nghĩa là chúng sẽ không rẻ. Và tiếp theo đó là they won't travel at high speed. Chúng ta sẽ sử dụng won't kết hợp với động từ đó là travel có nghĩa là di chuyển. High speed có nghĩa là chúng sẽ không di chuyển ở tốc độ cao. They won't travel at high speed có nghĩa là chúng không di chuyển ở tốc độ cao. Như vậy với phần sử dụng won't thì chúng ta sẽ có sky cycling tops won't be driverless có nghĩa là cái ống đạp trên không sẽ không thể không có người lái. They won't be cheap có nghĩa là chúng sẽ không rẻ và they won't travel at high speed, chúng sẽ không đi được ở tốc độ cao. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 4 và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 5. Nhiệm vụ số 5 của chúng ta thuộc phần communication. Nhiệm vụ của chúng ta như sau. Match the sentences in A with those in B. Có nghĩa là chúng ta sẽ nối các câu trong phần A với những câu trong phần B. Some sentences in A can be matched with more than one sentence in B. Có nghĩa là một số câu trong phần A có thể nối với nhiều hơn một câu trong phần B. Ở phần A chúng ta có các câu như sau. Câu số 1. Work with travel
in driverless car in the future, có nghĩa là chúng ta sẽ đi bằng xe không người lái trong tương lai không? Câu số 2, will we have high speed trains in the next 5 years? Chúng ta sẽ có tàu cao tốc trong 5 năm tới phải không? Câu số 3, I think we will have electric taxis very soon. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có xe taxi điện sớm thôi. Và câu số 4, will the subway be environmentally friendly? Subway sẽ thân thiện với môi trường không? Và câu số 5, I hope it will be a lovely picnic. Tôi hy vọng nó sẽ là một chuyến dã ngoại dễ chịu. Tương ứng với cột B, chúng ta có các câu đáp lại như sau. Câu A, yes of course, đúng rồi, dĩ nhiên. Câu B, oh, I think we won't have them until the year 2030. Có nghĩa là tôi không nghĩ chúng ta sẽ có chúng. Có nghĩa là tôi nghĩ chúng ta sẽ không có chúng cho đến năm 2030. Câu C, I don't know, tôi không biết. Perhaps we won't travel in driverless car in the future. Có lẽ chúng ta sẽ không đi bằng xe không người lái trong tương lai. Câu D, yes, I just hope it won't rain. Đúng thế, mình chỉ hy vọng là nó sẽ không mưa. Và câu E, yes, maybe we will. Đúng thế, có lẽ thế. Sau khi mà chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của các câu ở cột A và cột B, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ nối. Đối với câu số 1, will we travel in driverless car in the future? Chúng ta thấy câu số 1 sẽ thích hợp với câu C. Câu đáp lại, câu số 1 của chúng ta sẽ thích hợp với câu C. Đó là I don't know. Perhaps we won't travel in driverless car in the future. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ chúng ta sẽ không đi bằng xe không người lái trong tương lai. Đối với câu số 2, will we have a high speed trains in the next 5 years? Chúng ta sẽ có tàu cao tốc trong 5 năm tới phải không? Thì chúng ta thấy một câu đáp lại thích hợp, đó là câu E, yes maybe we will. Có nghĩa là đúng thế, có lẽ thế. Chúng ta sẽ nối câu 2 tương ứng với câu E. Đối với câu số 3, I think we will have electric taxis very soon. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có taxi điện sớm thôi. Thì chúng ta thấy câu đáp lại tương ứng, đó là câu B. Câu B sẽ phù hợp để đáp lại cho câu bạn. Oh, I think we won't have them until the year 2030. Có nghĩa là tôi nghĩ chúng ta sẽ không có chúng cho đến năm 2030. Đối với câu số 4, will the subway be environmentally friendly? Có nghĩa là subway sẽ thân thiện với môi trường chứ? Thì chúng ta thấy để đáp lại cho câu này, chúng ta sẽ sử dụng câu A là phù hợp nhất. Yes, of course. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Như vậy, câu số 4 sẽ tương ứng với câu đáp lại là câu A. Và đối với câu số 5, I hope it will be a lovely picnic. Tôi hy vọng nó sẽ là một buổi dã ngoại dễ chịu. Thì chúng ta thấy câu phù hợp để đáp lại là câu D. Yes, I just hope it won't rain. Đúng thế, mình hy vọng là nó sẽ không mưa. Câu 5 sẽ tương ứng với câu D. Như vậy cô và Kay đã cùng nhau hoàn thành hết tất cả các bài tập trong phần Looking Back trang số 56, Unit 11, Traveling in the Future trong sách học khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Các em hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!